Những ngày này, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước náo nức đón chào một sự kiện chính trị trọng đại. Đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016. Từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị, các vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc, ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam thân thương tươi đẹp, đều toát lên không khí tưng bừng, phấn khởi. Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước nơi diễn ra đại hội. Từ nhiều ngày qua, các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố đã tích cực chuẩn bị chu toàn về mọi mặt để phục vụ đại hội. Trong đó, công tác trang trí đã được chú trọng triển khai từ ngày 7 tháng 1. Đi trên các nẻo đường tuyến phố Hà Nội, ai cũng có thể cảm nhận được không khí trang trọng chào mừng đại hội. Đại hội Đảng sắp diễn ra và ngày mai thì em cũng thấy là xung quanh không khí cũng tưng bừng hơn. Và cái chỗ nơi em sống thì em thấy mọi người treo cờ rất là nhiều. Thì em thấy là mọi người cũng rất là quan tâm đến cái đại hội Đảng sắp diễn ra sắp tới. Không khí chuẩn bị cho đại hội khá là tưng bừng. Đường phố đông vui nhộn nhịp, nói chung là phong cảnh là đẹp. Cảm thấy là người dân cảm thấy phấn chấn, phấn khởi. Chào đón, háo hức chờ đón cái kết quả đại hội. Chào mừng đại hội 12 của Đảng, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo động lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của năm 2016 và các năm tiếp theo, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 vào cuộc sống. Chúng tôi thấy có một cái không khí rất nóng, rất sôi nổi. Các cấp các ngành đang phát động thi đua và nhân dân thì phải nói là hết sức hồ hởi, phấn khởi, đang chào đón Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rồi các phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cũng như tổng vệ sinh môi trường, thực hiện năm trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố thì diễn ra rất sôi nổi và đạt được nhiều kết quả. Tiết trời Hà Nội những ngày cuối đông se se lạnh, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy ấm áp, hân hoan, đón chào một mùa xuân mới đang đến gần. Mừng Đảng, mừng xuân, đâu đó lại ngân vang giai điệu. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân mới tràn ánh sáng khắp muôn nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non.